Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel One, channel với Đạt Vinh My. Rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip thì để phục vụ anh em, những bạn nào mà chưa có ạc chơi và có thể muốn mua ạc. Tại vì thời gian trước mình cũng thấy rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình, cho nên là hôm nay mình sẽ quay trở lại với series rao bán ạc. Và mình cũng thông báo luôn là mình còn rất là nhiều ạc muốn bán bên năm số 8 cũng như Vinh My và các web khác nữa. Thì bạn nào có muốn mua ạc thì có thể chat với mình, Facebook của mình để đi phần mô tả rồi. Các bạn có thể kéo xuống video thấy Facebook của mình và các bạn sẽ chat với Facebook mình nha. Đó là cách nhanh nhất để các bạn có thể nhắn tin với mình và thương lượng nhau về cái con ạc và giá ạc như thế nào. Chứ các bạn comment ở dưới video YouTube của mình thì mình cũng không biết Facebook của bạn là gì để chat. Cho nên là cách nhanh nhất là các bạn hãy chat với Facebook của mình nha. Inbox Facebook của mình là cách nhanh nhất. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe như thường lệ thôi. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ rao bán một cái con ạc bên 568 Play server 70 Akenu nha anh em. Server không khá là lâu rồi, server 70. Ok. Server 70. Server 70 nha anh em. Rồi ok, anh em nào muốn mua ạc thì nhớ chat với mình. Và con này thì giờ mình sẽ sâu cho anh em coi, và bạn nào muốn mua thì chat ngay Facebook mình luôn thì mình sẽ bán con ạc này luôn. Đấy, ok men. Ok men là ok men, chơi bên 568 Play nha anh em, hoàn toàn là web chính, không phải web lậu. Cho nên anh em cứ yên tâm về cái lĩnh vực đó. Cứ sợ là web lậu thôi. Con ạc này thì theo mình biết cũng khá là ngon. Tầm 10 triệu là chiến đấy anh em, thì mình cũng khá là ngon đấy. Rồi, hôm nay thì rao luôn. Anh em nào muốn sắm ngay để chơi trong cái dịp gọi là chuẩn bị học hành xong tới nơi và chuẩn bị hè rồi, cũng còn lâu, cũng còn hơi xa vời, nhưng mà thôi thì bạn nào có muốn mua thì mua thôi. Mình là chỉ rao lên cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Bạn nào muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi, xem clip ủng hộ cho mình, like video, đăng ký kênh, subscribe thế thôi. Nhà nào sao vô đây nó cứ lắc lắc đó vậy, mất mớ thời gian của mình, sao đời vãi. Rồi vô rồi, đây hiện tại thì là 10 triệu lượt chiến nha anh em, 10.702.368 lượt chiến, rồi làm tròn là gần 11 triệu đấy anh em. Cái này là được thêm 70k, 700k này, 700k, 700k, thêm 300k nữa là được 11 triệu. Rồi, hiện tại thì cấp 185, lực chiến là 10 triệu và VIP lên VIP 12 nha anh em. Số tiền tổng cộng đã nạp cho con ạc này rất khủng là 483.689.000, gần 500 triệu. 17 triệu nữa thôi là tròn 500 triệu luôn, tức là nửa tỷ. What the hell? Kinh vãi. Nạp gì mà nhiều thế? Hết hồn, con tròn còn nguyên. Hiện tại đang cửa chiếc Grand Suit, tất nhiên là đây là một bet cửa cho vui thôi anh em. Còn bet cửa thì có mặt đầy. Bet đang chơi là Mega, Lo và Mobonosuke là luôn cả bet phủ. Tinh linh thì hiện tại có một Verona thôi và 4 Lesia. Đấy, cũng khá là hạn chế về tinh linh. Giờ mình sẽ xong về bet cửa luôn cho anh em coi, để anh em có thể tin tưởng. Anh em có một cái niềm tin vào mình, đó là bet cửa rất nhiều, tới 8 trang. Mà những bạn nào có 8 trang bet thì có thể nói là full luôn. Có cả người máy chấp bờ, không thể nào chạy được anh em. Lotto buy này, hai mã bậc 1, có cả bậc 1 luôn. Vesuvius, Hồng Ma, Vệ Trí Tuệ này, người máy chấp bờ này. Máy bay. Hai mã Bonsari, Billy các kiểu, xe cẩu chấp bờ, hoe. Tàu máy Mary, sư tử Richie. Có sư tử vàng không ta? Ủa rất nhiều nha anh em. Và có vẻ như là không có sư tử vàng này. Thiếu bộ sư tử vàng với lại con kỳ lân nữa là ok đấy. Rồi ok, bây giờ mình xong về túi đồ. Rồi xong về xếp hạng trước nha anh em. Anh này hiện tại về đẳng cấp là xếp top 14. Có vẻ như là lên cấp thua khoảng 14 người, 13 người, cho nên là bị chỉ xếp hạng 14 thôi. Đấu trường là top 3 nha anh em. Có thể nói con ngạc này là top 3 đấu trường đấy. Rất kinh luôn. Ủa thanh niên này giống Otan vậy, nên vật giống Otan vậy anh em. Mình nói mình đây là Otan nhá, mình không tin đâu. Kinh vãi, sao Otan lại lạc loài ở đây được. Ồ, mà chắc là vậy thì cũng rồi chứ còn gì nữa, tại vì nó còn gộp server mà. Ặc này là server 70 mà Otan thì ở server 74, cho nên có thể nói là cũng gần gần với nhau. Ôi giời ơi, đây là server của Otan đó à. Anh Otan đại ca trên server. Rồi, ặc này có thể gọi là ặc top 3 server nha anh em. À, top 3 mà server vô tan hơi hãnh diện đấy. Danh vọng thì top 3, treo thưởng top 6 và có bảng top 2. Ngon.
họ nha. Rồi, túi đồ. Túi đồ thì cũng không có gì đặc biệt đâu anh em ơi. Một trái quỷ trung thu này, khá là ngon. Đấy, trái quỷ trung thu nha anh em. Trái quỷ trung thu là phải để trung thu mới được mở. Rồi, mình đây quá trời trái này luôn. Ôi ơi, mấy cái đồ này nhiều vậy là. Trang 5 này, 164 đá ràng buộc. Quá nhiều đá ràng buộc. Trời ơi, cái rumba tím này 999 luôn. Quá nhiều. Đây là trang 7. Trang 8, cũng được 66 mảnh cờ đen rồi này. 62 mảnh bugi. Đây là mảnh kính thiên văn. Để hợp thành kính thiên văn à. Công cụ để mở bí kíp Ares. Ghê. Đang là đồ nguy hiểm không à anh em ơi. Ai trong kho thì sao? Trong kho thì đã quỷ đầy luôn. Anh em nào mà có thể đói thèm cây trái cây thì ăn này là không thiếu. Trái cây rất nhiều và bổ dưỡng. Hổ đen và tuyết quái. Là trắng hổ đen, nói chung là rất nhiều. Mình không có thời gian nhiều để nói về các quỷ này anh em. Cho nên là anh em có thể, cái này thì mình sẽ nói sau. Mình sẽ clip riêng đặc biệt dành cho anh em. Ở bên trang 2 cũng còn một mớ nữa này. Đấy, 4 gen nắp quỷ này. Trong kho thì cũng không có nhiều đồ lắm. Ôi dồi ôi, mình ao ước được mở 5 trang quá. Ai đó là về túi đồ cũng như là xếp hàng. Bây giờ mình sẽ sau về đồng đội luôn. Tên bàn thì hiện tại đang chơi tên bàn là tên bàn diệt nha anh em. Tên bàn diệt nha anh em. Có tên bàn diệt chơi là ngon rồi đấy. Hiện tại anh em đa số đều chơi thiên kiếm giả thôi. Còn biết kiếp diệt là phải tốn vật phẩm mới mở được. Về đồng đội thì nhân vật chính của chúng ta là hai cái nhân vật chính cấp 6 vòng xoay ma thuật. Hệ số thì vật công là 4x cộng, chuẩn bị lên 1x trừ này. Vật phòng thì 4x không giấu. Tiệt chiêu là 3x trừ, ma công 2x trừ và tiệt chiêu phòng và ma phòng là 3x không giấu. Ok, hệ số cao nhất là vật công là 4x cộng. Anh em nào đang thắc mắc là hiện tại lực chiến đang cao mà tại sao nhân vật chính là yếu như vậy thì anh em cứ bình tĩnh nha. Tại vì hạt này sẽ đầu tư cho một số thành viên khác chứ không phải là đầu tư cho vật chính. Cho nên là nhân vật chính hơi yếu một chút. Rồi, bóng vật thì mang full của Sisa. Đây là nón nè. Đấy, anh em có thể nhìn nha. Này thì mình không có thời gian để nói nhiều cho nên là mình chỉ lướt qua. Anh em có thể stop lại để xem rõ ràng hơn. Đây là vũ khí nè, rèn 145, mắt sao vàng và chính sao đỏ. Rồi, kỳ tích ánh sáng. Chắc quỷ là dừng lại về tri thức cộng 7. Các bạn sẽ lớn và lóc xoáy cộng 6 và đi phim và ôn dịch. Có cả ôn dịch này anh em. Cộng 8 luôn. Rồi tiếp theo bạn chơi sẽ là cái Yasura và hiện tại thì vật phòng là cao nhất 4x không giấu. Rồi, đây là vũ khí, cái da có cả vũ khí nha anh em. Có cả nhẫn luôn này. Cái này chắc là đồ của ai đó chứ đúng không? Ui, ma khí ngon này, 130, mắt vàng, mắt đỏ. Rồi, giá quỷ là lá trắng này. Cái màu xanh lớn với giọng tầm và hổ đen với hổ. Tên lửa. What? Cái da mang tên lửa. Kinh thế. Ôi, ngon đấy anh em ơi. Anh em mua xong thì anh em có thể sắp xếp lại chất quỷ cho phù hợp. Cái đó là tùy ý với anh em thôi. Anh em mua ạc xong thì ạc là của anh em mà. Ok. Còn tiếp theo bạn chơi sẽ là ở đây Shiraoshi nha anh em. Dễ yêu của mình đã lạc loài vào trên trời ở đây. Thì hệ số là vật phòng cũng là cao nhất 4x trừ. Cái tiệt chiêu và ma công cũng được 3x không giấu này. Và tiệt chiêu phòng và ma phòng là 3x cộng, chuẩn bị lên 4x trừ, khá là ghê. Đấy, đồ rèn thì cũng tương tự là rèn gấp nháy các kiểu. Đấy, ma khí này cũng rèn 130 nha anh em. Nhưng mà chỉ được mắt sao vàng, 3 sao đỏ thôi. Ok, báu vật thì mang báu vật của Juju đẹp thế. Juju được 2 món, Zibel được 4 món. Ok, còn hồi nãy báu vật của con cây da thì sẽ là ôi báu vật gì đây. Báu vật của Zakaido 2 món, của rau đen 2 món và của Zibel 2 món. Chủ yếu là để lấy vật phẩm thiên phú. Ngon. Đó là về Shiraoshi nha anh em. Trái hổ đen và nhộng tầm, khỉ và tri thức. Kèm theo đó là có trái lá trắng nữa. Ok. Rồi, là bởi kế cuối đó là Mingo. Đó là Mingo Sura. Đấy, từ chiều em thấy không? Đầu tư là được ít luôn, ít không giấu. Chuẩn bị lên ít cộng, sau đó sẽ lên 2x. Quá ghê. Rồi, ôn dịch luôn. Có một cái ôn dịch với hổ đen này. Dừng lại tri thức. Nhận rèn 150, mắt vàng, mắt đỏ và 110%. Đây là nón, bê, áo và dây chuyền. Đấy, vũ khí cũng có luôn này, thời trang các kiểu.
Rồi, bóng vật thì mang full của Mingao cho nó hợp lý một chút đúng không anh em? Tiền kêu là 443k cũng khá là đà mạnh rồi. Rồi, đồng đội tiếp theo sẽ là đây, Rayler có luôn nha anh em, Buget có luôn, cầu trắng có luôn và Sabo. Sabo thì chỉ được 4S cộng ma công thôi. Rồi, một phòng là 4S không giấu, ma phòng 4S không giấu và tiếp chiêu phòng 3S cộng. Chuẩn bị lên 4S trời. Ui, thời trang này là áo cho hàng vệ vương nha anh em, một cái thời trang khá là mạnh. Ôi rồi, Mera cũng chín. Đấy, có một xanh lớn với ô dịch. Ồ, tổng cộng có 3 ô dịch dành cho 3 người mạnh nhất, 3 người đam. Khá là ngon. Đấy, đây là ma khí. Ui, 150 mát vàng, mát đỏ, mát tím và thêm 2 sao xanh lá cây nữa. Tiếc là không có bao 9 sao thôi. Bao 9 sao là ngon. Đấy, cái áo này cũng đèn 150 luôn này. Mát vàng, mát đỏ. Mát vàng, mát đỏ, 2 tím. Dành cho dây chuyền 145 và 110%. Bảo vật thì mang full của Siki, sư tử vàng, tăng ma công thiên phú. Ok man. Này, đây này. Vàng hiện tại còn 1.600 nha anh em. Và mình xem nữa trong đây còn không. Đó này, giờ là còn 1.600 vàng, 1.687. Điều đó không quan trọng. Bây giờ mình sau về cho sức bít cửa thì có gì không. Ồ, hai bộ này thì không có được rồi này. Ồ, cũng khá nhiều bộ chưa có này. Đấy. Ồ, có một cái không à. Ok, cũng khá là nhiều. Còn gì để sau anh em, mình sau nốt luôn. Tinh linh thì mình sau rồi đúng không. Về khắc ấn thì mình có thể sau chi tiết một chút. Đây là của nhân vật chính này, anh em có thể nhìn đa số đều là 55. Đấy, cái vật công 67 luôn rồi, ghê vãi. Rồi, của thằng Mingao thì cái tiền chiêu là tới 80. Trời ơi, kinh. Của Sabo thì cũng cái ma công là 74 thôi. Vậy này của Mingao là tại nhiều nhất luôn ấy. Ok, để mình xem chỉ số coi. Nhân vật chính là mạnh về vũ khí đúng không, tức là vật công là 314k này. Thằng Mingao thì chiêu khá là mạnh này, 443k, và Sabo là ma công là 387k. Vậy thì Mingao vẫn là người mạnh nhất. Bây giờ mình sẽ đi đánh phó bạn, mình đánh cho anh em coi nha. Hiện tại đây đang đến bo phó bạn Brick Map rồi. 10 triệu vẫn chưa qua nổi à. Anh em thấy kinh khủng chưa? Không biết là qua được hay chưa. Bây giờ mình sẽ đánh thử con phó bạn mới nhất luôn cho anh em coi. Ok. 10 triệu thì mình nghĩ chắc cũng qua được đấy chứ nhỉ. Cái con mèo này cũng câu thế, tăng tốc luôn nha anh em, cho nhanh. Rồi, chăm sóc đặc biệt sẽ là hồi máu và khá là nhiều sát thương, khá là nhiều nổ chứ quên cây da mà sát thương gì. Rồi, thủy quái được thả ra, sống chuồng là có thật. Tiếp theo sẽ là Mingao, để mình xem Mingao bao này. Mingao là người mạnh này, đúng rồi bao đêm ơi. Đúng là không hổ lên là không hổ danh là thanh niên mạnh nhất tem, bao khá là chất. Với lại rồng nó thằng ngang. Ồ, cũng được 3 triệu là có thật. Hổ đen, hổ đen 5 đứa. Trời ơi quá đẹp. Nói chung là cũng khá là ngon. Bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ Facebook mình nha. Nhanh gọn lẹ, cách nhanh nhất đó là chat với Facebook của mình. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhiệt tình hơn nhé. Và đừng quên nếu mua thì nhớ chat Facebook cho mình. Thế thôi. Megalo và Momonosuke. Đây, có cả rồng gì này. Bếp phụ này anh em. Có cả Rebecca này. Vậy là bạn ở trên Rebecca nha anh em. Sorry anh em, mình nhầm. Trên Rebecca. Mình thấy con Momonosuke nó bay bay qua đây, mình tưởng là chơi con đó chứ. Ok. Một con ngạc 10 triệu nha anh em. Và nếu mua thì nhớ chat Facebook cho mình đấy. Nhanh tay nó không là sẽ hết hàng.